Nhớ là ngày ngày đầu tiên em gia nhập Vietfam thì em mong ước bao nhiêu ngày đến 21 không ạ? 27 ngày. Chúng ta tương tác đi. 27 ngày. Em muốn 27 ngày bởi vì ngày đó là có một người 28 ngày đến 21. Đúng rồi. À, 27. và rồi đó là lý do mà em thất bại suốt trong vòng 7 tháng. Đúng nào. Thế thì thử hỏi rằng 7 tháng đó em có chăm chỉ không mọi người? Rất là chăm chỉ, rất cố gắng. Tại sao lại không thành công? Và để rồi sau này thì em phát hiện ra một bí quyết rất quan trọng trên con đường làm kinh doanh, trên con đường làm giàu, đó là bí quyết gì mọi người? Kiên nhẫn. Kiên nhẫn. Yes, sự kiên nhẫn, đúng không nào? Sự kiên nhẫn rất quan trọng. Đúng không ạ? Ok. Thế thì ai có thể kể trên một cái câu chuyện gì liên quan đến sự kiên nhẫn nó quan trọng? Làm cái ngành kinh doanh này nó rất cần một đức tính đầu tiên, đó là tính kiên nhẫn, tính tích lũy. Nào, có ai có câu chuyện gì không? Thế vậy nếu không thì em kể cho mọi người nghe được hai câu chuyện về lòng kiên nhẫn, mọi người muốn nghe không? Và số chị muốn Không. nghe hai cái câu chuyện này, nó rất quan trọng với cuộc đời của mình để nó dăn cho mình một cái đức tính rất quan trọng, đó là tính kiên nhẫn, tính tích lũy mối quan hệ, tính tích lũy kinh nghiệm. Và số chị sẵn sàng là nghe hai này. Yes. À, ok, em kể cho mọi người nghe nhé. Thì cái câu chuyện đầu tiên đấy kể về một cái người, một cái anh chàng thanh niên này rất là có chí làm ăn, rất là có chí làm ăn mọi người nhé. Thế thì anh ta ở một vùng quê, ở một vùng quê nghèo, ở vùng quê nghèo, anh ta mới quyết định là lên trên thành phố. Thế thì anh ta lên trên thành phố làm ăn và anh ta có một cái cơ hội làm ăn. Tuy nhiên anh ta đứng trước hai lựa chọn: một là bán cái mảnh đất ở quê lấy vốn lên trên thành phố làm ăn, hai là không có vốn làm ăn và phải về quê. À, và anh ta quyết định làm ăn bằng việc là bán đất ở quê đi, đúng không ạ? Và sau 20 năm anh ta lên thành phố làm ăn, anh ta kiếm được một khoản tài chính khoảng 5 tỷ. 5 tỷ. Về nhà, anh ta mới quyết định, lúc đó anh ta lớn tuổi rồi. Anh ta rời quê hương vào năm 30 tuổi và lúc đó anh ta 50 tuổi, anh ta muốn về quê anh ta sinh sống. Và vào năm 50 tuổi, anh ta cầm 5 tỷ về quê. Anh ta là một người có tiền, đúng không mọi người? Và anh ta quyết định mua lại cái mảnh đất, đúng cái mảnh đất năm xưa anh ta bán đi. Thì lúc này mảnh đất đó lên giá 10 tỷ, cho nên anh ta chỉ mua được một nửa mảnh đất. Vậy bài học đây là gì? Bài học đây là gì? Nhiều khi chúng ta cứ đi tìm kiếm những cơ hội, nhặt nhạnh những cơ hội, nhặt nhạnh những phần trăm, nhặt nhạnh những cái này cái khác mà chúng ta không có đức tính kiên nhẫn. Đúng nào? Đấy, anh ta đi buôn bán buôn ba rất là nhiều nơi suốt 20 năm, vất vả tha hương cầu thực. Nhưng cuối cùng thì sao? Cái tài sản anh ta đã bị mất đi một nửa. Đúng không ạ? Nếu như anh ta vẫn ngoan ngoãn ở quê, 20 năm sau anh ta có gấp đôi số tài sản đấy và có thể anh ta đã làm ăn ra làm nên ở những công việc khác. Hành trình làm giàu chúng ta hay mắc bị như vậy. Nó rất giống với lại hành trình làm giàu. Đó là chúng ta chọn một cái nghề, chúng ta tích lũy, 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 tích lũy. 5 năm sau, 10 năm sau chúng ta đã có cả một gia tài kinh nghiệm. Nhưng nếu chúng ta cứ làm một việc A, sau một thời gian chúng ta lại nghĩ việc B có khi tốt hơn, lại sang việc C có khi tốt hơn, lại sang việc D có khi tốt hơn. Đi một đường vòng khoảng 10 công việc sau, cuối cùng trở về cái thằng mà nó kiên nhẫn với một công việc thì nó đã trở nên rất là thành công rồi, đúng không ạ? Mọi người đồng ý quan điểm đấy không ạ? Và xuống chị đồng ý quan điểm đấy hay không? Yes. Và cái câu chuyện số 2 muốn kể cho mọi người nghe nữa, trong kinh doanh nói chung và trong cuộc sống này cũng vậy. Thì có một người bạn của Yên, bạn ấy làm trong lĩnh vực bất động sản. Thì Yên có, hôm vừa rồi Yên có cà phê, Yên có nói chuyện. Thì bạn ấy nói là em thì em làm bất động sản, bạn ấy chuyên bán về biệt thự của Vinhome. Bạn ấy có kể với Yên về những cái bí, Yên có hỏi bạn ấy về những cái bí quyết thành công, rồi chặng đường tích lũy bạn ấy làm ăn, làm nhiều năm rồi. Bạn ấy có nói là thực ra thì trong rất là nhiều năm, trong khoảng 5 năm liền, bạn ấy có một cái giai đoạn bao giờ cũng là từ tháng Tết ra đến tháng 8 bạn ấy không hề bán được căn này. Và bạn ấy chỉ bán được từ tháng 9 đến tháng 12 thôi. Đó. Một lần nữa, lại là đức tính của người làm kinh doanh phải thấu hiểu rằng nó sẽ không có ngày nào cũng là ngày ngày râm mát, ngày dễ chịu. Sẽ có rất nhiều ngày mưa, thậm chí rất nhiều ngày nắng nóng. Nhưng rồi đến một ngày thì đó là ngày tuyệt vời của mọi người. Cho nên chúng ta muốn thành công được, chúng ta cần phải kiên nhẫn vượt qua những cái ngày nắng nóng, những cái ngày bình thường, để rồi chúng ta mới có thành quả. Ok, vậy thì đấy là quy luật cuộc sống rồi. Không chỉ công việc bất động sản đâu, không chỉ kinh doanh đâu, mà công việc OFM nó cũng sẽ nằm trong quy luật đó. Mà đích xác đó là quy luật của sự giàu có, đúng không ạ? Chúng ta phải có khả năng. Mọi người ghi vào sổ nhé. Chúng ta cần phải có đức tính kiên nhẫn. Chúng ta cần phải có đức tính tích cóp. Đúng nào? Hay hôm nay em nghe một cái video mình gửi mọi người đấy. Cái video làm giàu của người Do Thái.
Là một cái câu chuyện nữa cũng kể về hai người thanh niên cùng tốt nghiệp một trường đại học ra trường. Một cái anh chàng thanh niên người Do Thái và một anh chàng thanh niên người Anh. Người Anh thì người ta nghĩ là người ta cao sang quý phái, cho nên những cơ hội mà kiếm những đồng tiền ít ỏi người ta không bao giờ làm. Còn cái anh chàng người Do Thái, người ta nhận nhạnh từng cơ hội một. 20 năm sau, anh chàng người Do Thái đã trở thành ông chủ, tổng giám đốc của một tập đoàn lớn, trong khi cái người bạn của mình vẫn chỉ là nhân viên. Và cái người bạn đó thì gặp lại ông tổng giám đốc của mình. Cái người bạn tổng giám đốc của mình mới nói là tại sao cuộc đời lại bất công như vậy? Năm xưa tôi với cậu học như nhau, học lực của chúng ta đều giống nhau. Mà tại sao ngày nay cậu lại tổng giám đốc còn tôi vẫn chỉ là một nhân viên? Thì cái người Do Thái kia mới nói rằng là bởi vì trên hành trình làm ăn, một đồng xu tôi cũng nhặt. Còn anh ấy, thì anh cho rằng vài đồng lẻ đó anh không thèm nhận. Và cái người Do Thái người ta có một cái câu nói là ngay cả một đồng xu hãy nhặt lên, bởi vì có thể dưới cái đồng xu đó là ẩn chứa cả một kho báu. Mọi người ghi cái đấy vào sổ nữa. Đúng nào? Cho nên ấy, một kinh nghiệm nhỏ thôi. Ví dụ hôm nay một buổi Zoom hôm nay thôi, nó có thể là một đồng xu thôi, nhưng bên dưới đó có thể là cả một kho báu. Cho nên chúng ta muốn trở nên giàu có, chúng ta cần phải đức tính, có sự kiên nhẫn, có sự tìm tòi. Đúng nào? Ai mà trân trọng những cái buổi như hôm nay, rất có thể cuộc đời chúng ta trở nên tốt đẹp hơn vào ngày mai. Còn có những người sẽ coi thường, lại buổi họp cái gì, tóm lại là vậy cái gì. Mà không, mai tôi nghe lại cũng được. Và rồi, cuộc đời chúng ta y nguyên như vậy. Đúng nào? Đấy. Đấy là một vài những cái kinh nghiệm đầu tiên mình muốn truyền tải với mọi người. Và mong rằng mọi người hãy truyền tải đi, truyền tải lại với nhóm của mình bài học kinh doanh nào. Đúng không ạ? Cần phải có đức tính, kiên nhẫn vượt qua những ngày mưa, những ngày nắng. Và rồi đến ngày tuyệt vời nó sẽ đến. Đúng không ạ? Ok. Và đừng bao giờ mong muốn mọi ngày nó đều là ngày tốt đẹp. Hãy cứ vui vẻ, hãy cứ bình thản. Hay một cái tình huống nữa. Một tình huống này thì em đã từng kể rồi, nhưng mọi người vì nó rất là quan trọng nên muốn kể lại. Mọi người biết là downline xuất sắc nhất trong cuộc đời của Yên may mắn có được là ai không? Đến giờ phút này downline xuất sắc nhất, một người F1 xuất sắc nhất của Yên là đang có là ai? Là Đăng Ninh, đúng không ạ? Và mọi người biết không? Và những cái ngày tháng khó khăn ấy, ngày tháng khó khăn, những lúc đó Yên thực sự lên cảm thấy rất là không thoải mái tí nào cả, bởi vì khi Yên không có được giải pháp kinh doanh Yên không vui đâu. Thế nhưng gặp Đăng Ninh nó nghĩ ôi giời anh kệ nó. Thế Yên hỏi là sao lại kệ? Anh cứ để ý mà xem kiểu gì kiểu đến một ngày nó lại có một phương pháp hay mà xem. Đến một ngày kiểu gì kiểu công việc nó lại tự phát triển mà xem. Nhưng nó ơn nhỉ? Sao lại em nghĩ thế? Em chẳng biết thì em cứ thống kê thôi, em cứ thấy thôi. Trước đây nhá, ban đầu thời anh của anh rất là phát triển, sau đó gặp khó khăn thì đến anh lại có một phương pháp cho sinh viên. Hết thời sinh viên khó khăn thì anh lại nghĩ ra phương pháp Bamboo Online. Em không biết là sau Bamboo Online là một phương pháp gì, em không biết, vẫn chẳng biết cần ai nghĩ như kiểu gì kiểu đến một ngày nó lại có ngày đó. Và công việc em là em cứ kiên nhẫn là đến ngày đó sẽ xảy ra. Đấy. Chẳng có gì em phải lo cả. Em một chân em cũng vui, năm chân em cũng vui, ba chân em cũng vui. Em cứ vui vẻ em làm, em cuộc sống em rất là bình yên, rất là tự do, em thích cái cuộc sống đấy. Còn bon chen giàu có biết đến bao giờ. Em cứ an lạc em làm. Đấy. Mọi người thấy cuối cùng Lăng Ninh có đúng không ạ? Rất đúng luôn. Đó chính là tư duy kinh doanh. Chúng ta luôn có một niềm tin tích cực rằng rồi một ngày tuyệt vời sẽ đến. Đúng không nào? Hãy cứ đều đặn như một người nông dân. Đúng không? Sợ nhất là ông đang trồng cây khoai, thấy mãi nó không lớn, ông nhổ đi trồng cây lúa. Lúa mãi nó chưa ra quả, ông lại nhổ đi trồng cây nhãn. Nhãn mãi quả nó không chín, ông lại bỏ đi, ông trồng cây quýt. Cứ như vậy lanh quanh, cuối cùng 10 năm sau vẫn chưa cây nào chín cả. Cuộc đời rất nhiều khi như vậy. Ok ạ? Vậy bao số anh chị cảm thấy mình lên có đức tính, làm việc trong một trạng thái hân hoan, vui vẻ, đúng không nào? Và cho nên Yên khuyên mọi người hãy có slogan đó là làm việc là vui và vì vui ta làm việc. Và số chị cảm thấy rất vui vẻ làm việc. Highlight. Ok rồi, và bây giờ nha, chúng ta cùng đọc cái đoạn này. Mà trong đoạn này, mỗi người hãy comment cho Yên một cái câu nào mà mình thích nhất trong đoạn này vào ô chat, đúng không ạ? Rồi, mọi người đọc thật là kỹ cái đoạn này nha. Mọi người đọc được chưa ạ? Đấy, mọi người nhá, mỗi người hãy chọn ra cho Yên. Đây, cho hẳn to lên. Đấy, mỗi người hãy chọn một cái câu trong cái đoạn trên, một câu thôi nhá. Câu thứ nhất là gì? Đúng không ạ? Comment vào chat. Và hãy ghi nhớ cái giây phút đó, cái cảm xúc đó.
Ok mọi người nhé, không có gì phải xin lỗi hay gì cả, không cần vật cam, thoải mái lên làm việc nó vui vào. Nhưng quan trọng nhất là chúng ta phải có khả năng tích lũy, đúng không ạ? Đấy. Nào mọi người comment vào chat một câu trong số đoạn trên, trong toàn bộ đoạn trên mọi người chọn ra một câu mình thích nhất, đúng không ạ? Trong cái bức tranh làm việc mỗi ngày trên mọi người chọn ra một câu mình thích nhất, comment vào chat, mỗi người chọn ra một câu comment vào chat, đúng không ạ? Ok ạ. Nào mỗi người có 10 giây, 30 giây. Đấy. Hãy làm việc trong một trạng thái hân hoan, hồ hởi, vui vẻ nhé. Hân hoan, hồ hởi, hào hứng và vui vẻ, đúng không ạ? Ok. Đấy. Cứ làm vui vui vào. Còn cái áp lực quá nó khó thành công. Chính bản thân Yên thế mà. 7 tháng đầu tiên rất muốn thành công nhanh, rất khao khát, chẳng có tác dụng gì cả. Nó giống như kiểu ngày đó sau đó Yên nhớ đến nguyên lý bắt một con gà. Càng cố gắng bắt nó càng chạy. Càng muốn thành công nó càng chạy, càng muốn thành công nó càng chạy. Mà cách tốt nhất đó là chơi mới thành công, đúng nào. À, cách tốt nhất là chơi với những con gà, cho nó ăn và rồi tự nhiên muốn bắt lúc nào thì bắt. À, chơi với nó, làm thân với nó, chứ đừng có là một con sắt, một tên sát thủ suốt ngày đuổi bắt nó, đúng nào. Thành công cũng vậy, đừng đuổi thành công mà hãy yêu thành công, hãy coi công việc làm giàu nó là một cái niềm vui mỗi ngày. À, hãy nhớ đây chính xác là một chiến lược làm giàu bền vững, hãy biến cái công việc là một niềm vui. Hãy biến công việc làm vui, đúng không? Cái hay của công việc không phải là kiếm tiền, mà làm một năm có thể hưởng thành quả 10 năm, đúng không? Tranh thủ thời gian lặt vặt mà vẫn có dòng tiền, đúng không? Mỗi người comment vào chat một cái điều mình thích, đúng không? Chơi với thành công, chơi với con gà, đúng không? Hãy nhớ như vậy. Ok, à, rồi ok, đấy, mỗi người hãy 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 thật sự tận hưởng công việc này, đừng nghĩ rằng mình đang làm việc. Đừng bon chen, đừng thắng thua gì cả. Hãy làm để vui vẻ, đúng không? Hãy làm để vui vẻ và cuộc sống nó sẽ cho mình rất nhiều thứ tuyệt vời. Ok, rồi. Thì đó là phần đầu tiên Yên muốn rõ ràng với mọi người về cái tư duy làm giàu. Thế nên kể từ ngày hôm nay mọi người làm việc trong một trạng thái hân hoan, hồ hởi, vui vẻ. Đấy. Càng lạc quan, càng sướng và bộ não của mình nó càng sáng tạo, đúng không? Đấy. Trong tháng vừa qua chúng ta có rất nhiều thành tích tuyệt vời. Minh Hiên trong vòng một năm, ngày này năm trước mọi người biết không? Ngày này năm trước Minh Hiên, mọi người biết ngày này năm trước Minh Hiên ở chức danh nào ạ? 21%, không có chân tách nào. Vậy mà đúng một năm sau bạn được 6 chân tách. Tuyệt vời không ạ? Ok. Rồi, bây giờ em muốn chia sẻ với mọi người thêm một bí quyết nữa. Thời điểm hiện nay chúng ta nên nói chuyện về, đầu tiên là nói về tính kiên nhẫn, đúng không nào? Về một cái môi trường, về một cái văn hóa làm việc vui vui, nhàn nhàn, vui vui, nhàn nhàn. Và hãy lan tỏa điều đấy, đúng không? Ai giỏi công việc kinh doanh này đó là truyền tải được cảm xúc đấy cho nhóm. Và để truyền tải được cảm xúc đó thì chính mình cần phải có cảm xúc đó. Ok ạ, mọi người nhớ nhé. Cho nên là ai mà thực sự thấu hiểu buổi ngày hôm nay, chúng ta nghe buổi hôm nay là chúng ta phải thấy vui và chúng ta sẽ lan truyền niềm vui đó, nó mới cho được cho nhóm được. Ok nha. Rồi, thế điều thứ hai theo mọi người chúng ta nên nói về điều gì hôm nay nhỉ? Đầu tiên chúng ta nói về một cái tư duy kinh doanh rồi. Thứ hai chúng ta nên nói về cái gì? Mọi người muốn nói về gì nữa ạ? Cảm ơn. Bật mic lên, nói chuyện đi nào. À. Nói gì đó mọi người? Để cho